bị cán bộ công an xã nhắc nhở, không những không chấp hành mà còn về nhà kéo anh ruột và một người khác quay lại trượt đuổi, tấn công cán bộ công an. Vào chiều ngày 15 tháng 6, Trần Hữu Vũ, sinh năm 2003, điều khiển xe máy đến sân bóng tại xã Kỳ Thượng để đánh bóng chuyền. Lúc này trên sân có anh Trần Minh Quân, cán bộ công an xã Kỳ Thượng, cùng 11 người khác đang chơi bóng, bên ngoài có một số người dân đang xem. Vì Vũ không đội mũ bảo hiểm, sử dụng xe máy gắn ống cô tự chế, gây ra tiếng nổ lớn, nên anh Quân đã lên tiếng nhắc nhở Vũ. Tuy nhiên, không những không nghe lời, Vũ còn tỏ thái độ bực tức, tiếp tục dặn ga gây tiếng nổ lớn, đồng thời Vũ đi về nhà. Chủ anh trai là Trần Hữu Mạnh, sinh năm 2001, cùng Trần Trung Kỳ, sinh năm 2006, cầm theo rượu quay lại sân bóng chuyền, tìm anh Quân để tấn công. Các đối tượng cầm rượu rượt đuổi, tấn công anh Quân. Trong quá trình đó, anh Quân nhặt được chiếc thước bằng kim loại, loại thước dùng trong xây dựng, để tự vệ. Lúc này, Vũ cầm rượu chém mạnh về phía anh Quân, nhưng trúng chiếc thước làm chiếc thước đứt đôi, sau đó Mạnh dùng chân đạp vào hông trái anh Quân, rồi nhặt gạch đập vào đầu làm anh Quân bị ngã. Ba đối tượng liên tục tác động vào cơ thể anh Quân, đến khi có người can ngăn mới dừng lại. Hậu quả anh Trần Minh Quân bị chảy máu mũi, miệng, tụ máu ở mắt trái, vết thương hở ở vùng trán và thái dương trái, được người dân đưa đi điều trị tại bệnh viện. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục được điều tra làm rõ.